Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm Varana số 71. Chuyện cây Varana, tiền thân Varana. Ai có việc làm trước? Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão tên là Kuttambika Buddhatisa. Tisa, con vị điền chủ. Theo truyền thuyết, một hôm 30 thiện nam tử thân hữu với nhau ở xá vệ, đem theo hương hoa, vải, áo với đại chúng vây quanh đi đến Kỳ Viên để nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Khi đến, họ ngồi một lát trong lùm cây sa la có tàn lá phủ xung quanh. Cho đến chiều, khi bậc đạo sư từ hương phòng thơm ngát đến pháp đường, ngồi trên Phật tọa trang nghiêm, họ cùng với tùy tùng đi đến cúng dường hương hoa lên bậc đạo sư, đảnh lễ dưới chân ngài. Đôi bàn chân tốt đẹp như hoa sen nở rộ, dưới bàn chân có dấu bánh xe. Họ ngồi xuống một bên nghe pháp. Họ suy nghĩ như sau: tùy theo sự hiểu biết của chúng ta đối với pháp được Thế Tôn thuyết giảng, chúng ta sẽ xuất gia. Khi Như Lai từ pháp đường đi ra, họ đến đảnh lễ ngài rồi xin xuất gia. Bậc đạo sư cho họ xuất gia. Được sự chấp nhận của bậc sư trưởng và giáo thọ sư, họ được thọ đại giới. Trong 5 năm sống gần bậc sư trưởng và giáo thọ sư, họ thuộc lòng hai bản tốt tắc, biết được những điều gì nên làm, những điều gì không nên làm. Học thuộc lòng ba cách thức nói lên lời tùy hỷ, biết may và nhuộm các y. Muốn thực hành sa môn pháp, họ xin phép vị sư trưởng và giáo thọ sư đi đến bậc đạo sư đảnh lễ, ngồi xuống một bên và thỉnh cầu: Bạch Thế Tôn, chúng con ưu não đối với sanh hữu, lo âu về sanh và bệnh chết, vì mục đích thoát khỏi luân hồi, xin Thế Tôn cho chúng con đề tài thiền quán. Bậc đạo sư lựa chọn một đề tài thích hợp trong 38 đề tài thiền quán và đã nói cho họ đề tài ấy. Sau khi được nghe đề tài thiền quán từ bậc đạo sư, họ đảnh lễ ngài, thân hướng về phía hữu, đi về am thất, rồi nhìn vị sư trưởng và giáo thọ sư, lấy y bát với ý định sẽ hành trì sa môn pháp. Họ ra đi. Trong hội chúng có một trưởng lão tỷ kheo tên là Kuttambika Buddhatisa, biếng nhác, yếu kém, thiếu tinh tấn, tham ăn vị ngon. Vị ấy suy nghĩ: ta không thể sống ở trong rừng, ta không thể nỗ lực tinh tấn, ta không thể sống theo hạnh thất thực, vì vậy đi theo họ nào có ích lợi gì, ta sẽ trở lui. Vị ấy hối thất tinh tấn, đi theo các tỷ kheo một đoạn rồi trở lui. Các tỷ kheo đi bộ trong xứ Kosala đến một làng ở biên địa, an cư mùa mưa tại một khu rừng gần làng ấy. Sau 3 tháng khổ luyện tinh cần, nhận được hột giống thiền quán khiến cho quả đất reo mừng. Các tỷ kheo ấy chứng quả A-la-hán, làm lễ tự tứ, xuất an cư với ý định chúng ta sẽ báo tin công đức đạt được lên bậc đạo sư. Từ chỗ ấy họ dần dần đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bát, gặp vị sư trưởng và giáo thọ sư, các tỷ kheo ấy đi đến ý kiến bậc đạo sư, đảnh lễ rồi ngồi xuống. Bậc đạo sư nói lên những lời thăm hỏi dịu ngọt. Sau đó họ báo cáo lên bậc đạo sư những công đức tự mình chứng đắc. Bậc đạo sư tán thán các tỷ kheo ấy. Riêng trưởng lão Kuttambika Buddhatisa nghe bậc đạo sư tán thán những công đức của họ, liền khởi ý muốn tự mình hành trì sa môn pháp. Còn các tỷ kheo kia xin phép bậc đạo sư được trở về sống tại khu rừng trước của họ và được bậc đạo sư chấp thuận. Họ đảnh lễ ngài và đi về am thất. Rồi trưởng lão Kuttambika Buddhatisa giữa đêm quá hăng hái tinh tấn, quá hấp tấp hành trì sa môn pháp, trong canh giữa ngủ đứng, dựa vào giường gỗ trở mình và ngã xuống, làm gãy xương bắp vế, đau đớn vô cùng. Các tỷ kheo phải chăm sóc cho trưởng lão Tisa nên không đi được. Vào giờ họ đến ý kiến bậc đạo sư, ngài hỏi: này các tỷ kheo, phải chăng hôm nay các ông sẽ lên đường? Hôm qua các ông đã xin phép rồi mà. Thưa phải bạch Thế Tôn, nhân bạn của chúng con là trưởng lão Tisa, vì tinh tấn phi thời, quá hấp tấp hành trì tha môn pháp, bị giấc ngủ chi phối, xoay mình và ngã xuống, làm xương bắp vế gãy. Vì trưởng lão ấy, chúng con chưa đi được. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, do thiếu sự tinh tấn của mình, Tisa đã tinh tấn phi thời và quá hấp tấp,
tạo chướng ngại cho việc các ông ra đi. Phở trước, Tisa cũng đã tạo chướng ngại cho sự ra đi của các ông rồi. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các vị tỷ kheo, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Ở xưa tại nước Gandhara, ở Takasila, Bồ Tát sanh ra làm vị giáo sư có danh tiếng khắp nơi, dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Các thanh niên ấy một hôm đi vào rừng để lượm củi đem về. Trong bọn họ có một thanh niên biếng nhác, thấy một cây varana lớn, tưởng cây ấy đã khô nên nghĩ: ta sẽ nằm ngủ một lát, tao sẽ leo lên cây ấy, bẻ củi chặt xuống, nhặt lấy rồi mang về. Nghĩ vậy, anh ta trải áo ngoài nằm xuống, rơi vào giấc ngủ và ngáy lớn. Các thanh niên khác bó lại từng bó củi mang đi đến chỗ ấy, lấy chân đá vào lưng cho đến khi anh ta thức dậy rồi bỏ đi. Thanh niên biến nhát thức dậy, chùi mắt chùi mấy lần vẫn còn ngái ngủ. Anh ta leo lên cây, nắm một cành, kéo đến sát mặt đất và bẻ gãy cành ấy. Khi bẻ gãy, phần bị gãy của cành cây quật lại đập vào mắt anh ta. Với một tay anh ta bịt mắt và với một tay anh ta bẻ gãy cành tươi. Rồi anh ta kéo xuống bó lại thành bó củi mang lên vai, đi mau về nhà, quăng bó củi của mình trên các bó củi của những người khác. Hôm ấy, một gia đình ở làng quê mời vị giáo sư ngày mai đến nhà của họ làm lễ cúng dường. Vị giáo sư đối với các thanh niên: này các con thân, ngày mai các con phải đi đến một làng, các con không thể đi mà không ăn. Vậy sáng sớm hãy cho nấu cháo và ăn cháo trước khi đi đến đấy. Rồi các con sẽ lấy phần của ta và lấy tất cả phần các con mang về. Sáng sớm hôm sau, các thanh niên đánh thức một tỳ nữ dậy, bảo nó nấu cháo gấp cho họ. Nữ tỳ ấy đi lấy củi, lấy những bó củi xanh trồng trên cao nhất, liên tiếp dùng miệng thổi nhưng không làm cho lửa cháy được, cho đến khi mặt trời mọc. Các thanh niên thấy trời đã quá sáng, không thể đi được nữa, bèn đi đến gặp giáo sư. Giáo sư hỏi sao các thanh niên chưa đi. Họ nói lý do: có một thanh niên biếng nhác đi cùng với chúng con hái củi, nằm ngủ dưới gốc cây Varana. Sau khi leo lên cây hấp tấp, bị cành cây đánh vào mắt, đã đem các củi xanh của cây Varana quăng lên trên các bó củi của chúng con đem về. Vì vậy, người nữ tỳ định nấu cháo, lấy các củi ấy tưởng là khô, cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thể nhen lửa. Đó là lý do làm chướng ngại việc chúng con đi. Vị giáo sư nghe việc làm của thanh niên ấy liền nói: chính việc làm của kẻ ngu si đã đem đến sự tổn hại như vậy. Rồi vị giáo sư đọc bài kệ này: ai có việc làm trước, về sau mới chịu làm. Như bẻ Varana, về sau nó chịu khổ. Như vậy, Bồ Tát nói rõ lý do này cho đệ tử, rồi trọn đời làm các công đức như bố thí, và khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải ngày nay kẻ ấy mới làm chướng ngại cho các ông, thuở trước kẻ ấy cũng đã làm vậy rồi. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, Ngài kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là tỷ kheo bị gãy xương bắp vế. Các thanh niên khác là hội chúng của Đức Phật, còn giáo sư Bà La Môn là ta vậy. Ha ha ha,